Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 259 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Tập truyện ngày hôm nay thì được kể qua cái lời kể của một bạn nam. Mở đầu là những cái câu chuyện ngắn bạn được người lớn ở trong nhà dòng dòng kể lại. Đầu tiên là một lần bà nội của bạn bị ma nhát ở ngoài một cái cây mít. Mà cái cây mít này nó cũng rất là đặc biệt. Tại vì mặc dù nó chỉ là một cái gốc mít thôi, nhưng khi mà nó lớn nó phát triển lên á, thì nó lại chia thành hai cái thân cây. Nó thành hình cái chữ V gì nè mọi người. Cho nên ở cái xóm của bạn á, người ta gọi cái cây mít này là cái cây mít trạc. Cái cây mít này á, ngày xưa do ông nội của bạn trồng, mà trồng ở cái ao phía sau nhà đó. Trồng ở cặp cái ao để mà cho cái ao á, nó đừng có sạt lở, nó giữ cái bờ đất vậy nè. Hồi đó vợ thì không có sao. Tự nhiên đêm đó, cái thời điểm này á, là bà nội còn sống. Bà nội đang ngủ thì mắc tiểu, mới mở cửa đi ra phía sau nhà đó mà tiểu. Tại vì lúc đó chưa có nhà vệ sinh trong nhà, mà đi tiểu hoài 1-2 tiếng đồng hồ luôn. Lúc đó đó, hên là có mẹ của bạn đi tiểu, mới là đi ngang cái phòng của bà nội á, không thấy bà nội nằm ở trống, thì mới biết là bà nội đã đi tiểu, đi vệ sinh rồi. Nhưng đợi hoài không thấy bước vô nhà, thấy chột dạ lo lắng đó, thành ra mẹ mới kêu với lại mọi người trong nhà đó, tá hỏa ra đi tìm bà nội thử coi bà nội đâu rồi. Mới đầu á thì mọi người tìm trong nhà, sợ bà nội già rồi bị lẫn lắm, đi vòng vòng trong nhà thôi. Nhưng mà tìm hoài trong nhà cũng không có. Tới khi mà cả nhà kéo ra ngoài giường rồi đó, thì thấy bà nội đang ngồi một góc vậy nè, ngồi sù sụ ngay tại góc cây mít luôn. Mới kéo bà nội lên hỏi á, ủa sao tao ngồi ở đây vậy, tụi bay làm gì ở đây? Mà lúc đó mới có 1-2 giờ khuya hà. Kéo bà nội vô tới nhà rồi đó, thì mới thấy nha, toàn thân cái người của bà nội á, nó nhớt mà nó trơn y chang như là cái da của một cái con cá trê vậy đó. Vô tới nhà thì mọi người cũng hỏi thêm khá là nhiều, nhưng mà hỏi câu nào bà nội cũng không trả lời được hết. Tại vì có biết được đâu mà trả lời. Thế thì mọi người cũng biết hồi nãy giờ bà nội đã bị ma nó dắt, nó để ngoài đó rồi. Hên á, nó không nhấn chìm xuống nước. Tại vì bà nội dù sao á, cái người của bà nó nhớt nhợt nè, nhìn rất là ghê luôn. Tới sáng ngày hôm sau mới nói lại cho những người lớn gần gần đó, đó. Thì có một cái ông này là ông Tám. Ông mới nói á, ở ngoài cái cây mít hai trạc phía sau nhà của mày á, ngoài đó hình như có con quỷ. Mà cái con này á, kiểu như là nó là ma da vậy đó. Tại vì nhiều đêm á, tao ra tao đi tiểu nha, tao thấy nó ngồi sù sù ở trên hai cái nhánh cây mít á. Nó ngồi trên đó, rồi nó gặp tao đi ra đó, nó nhảy một cái xuống cái mương vậy nè. Lúc đó tao cũng không thấy nó nữa. Rồi đó là cứ lâu lâu á, tao sẽ thấy nó ngồi trển. Chắc chắn là bà nội của bay á, bị nó nhát rồi đó. Vậy là kể từ sau cái lần đó, ông Tám mới kêu với cha của bạn á, thôi hôm ấy bây giờ mày chặt bỏ cái mít đó đi, chứ mày để hoài á, nó còn lộng hành nữa đó, nó nhát bả hoài luôn. Bả thì già cả rồi, không có nên. Do đó thì cha của bạn cũng chặt bỏ cái mít này, và hơn không còn cái chuyện gì xảy ra nữa. Tới một thời gian sau, cái ngày bà nội của bạn mất đó, thì mẹ chính là cái người mà chăm sóc cho bà nội nè, rồi á, tắm rửa thay đồ thay đạc cho bà nội luôn. Mà mẹ cảm nhận được rất rõ nha. Mới đầu thì cái người vẫn còn ấm nha, tim vẫn đập. Tới khi tim ngừng đập rồi đó thì nó lạnh. Nó lạnh chạy dọc từ dưới cái chân lên tới đỉnh đầu. Khi mà cái lạnh đã lên tới đỉnh đầu rồi thì lúc đó cũng vừa tắt thở luôn. Mà có một cái điều lạ nữa, đó chính là mẹ quan sát rất kỹ luôn. Ngay cái giây phút khi bà nội vừa tắt thở, thở nhẹ một cái rồi im ru luôn đó, làm mẹ mới thấy á, giống như có một cái luồng ánh sáng xanh á, nó xuất phát từ trên cái đỉnh đầu của bà nội á, nó giọt lên cái gì nè, một cái tia lửa nhỏ xíu thôi, nó giọt lên rồi nó mất tiêu luôn. Mà hầu như lúc đó là không ai thấy hết, chỉ duy nhất mình ơn mẹ bạn thấy thôi. Thì cái đó chỉ là suy đoán của mẹ. Mẹ nói có khi nào á, đó là cái vong linh của bà nội đã được thoát xác ra khỏi cơ thể rồi hay không, bạn không có được chứng kiến, nhưng bạn nghe đó thì bạn cũng nghĩ có thể là như vậy. Bạn á thì có một cái người ông, bạn kêu là ông Hai. Tại vì ông này chính là anh ruột của ông nội bạn. Ông Hai có cái nghề á là đi chài lưới, hay đi giăng lưới bắt cá gì nè, và đặc biệt đi ban đêm không à. Tại vì ban đêm á có rất là nhiều cá ở cái khúc sông này luôn. Lần đó ông Hai có kể cho cả nhà của bạn nghe một lần
ông hai tận mắt chứng kiến thấy thần trùng. Mà Duy đã từng kể trong những cái tập truyện về trùng tang rồi đó. Khi mà nhắc tới thần trùng thì có vẻ như nó khá là trừu tượng, mọi người không hiểu thần trùng là cái gì. Thì theo như quan niệm của dân gian đó, người ta nói thần trùng là một cái con chim. Mà cái con chim này nó có cái mỏ khá là nhọn, đặc biệt cái mỏ của nó có màu đỏ. Thường những cái ngôi mộ nào mà mới chôn, cái con chim này nó sẽ đi vòng vòng những ngôi mộ đó. Nó đi tìm cái linh hồn của người mới vừa chết để mà kêu người ta khai tên khai tuổi của người thân họ hàng, bắt tiếp những người còn đang sống ở trên dương thế đó, để mà cho những người đó chết tiếp theo, gọi là cái hiện tượng trùng tang liên tán mà từ xưa tới giờ ông bà đã từng kể lại đó. Ông hai ông nói hồi đó giờ ông chỉ nghe ông bà già xưa kể lại thôi, chứ làm cái gì mà chứng kiến cái cảnh này. Với lại đâu có bao giờ thấy cái chuyện là trùng tang liên tán, một lần chết 3-4 người trong nhà vậy đâu. Lần đó đó thì ông cũng đi chài lưới ban đêm, mà ở cái bờ sông này nè, nhìn lên trên bờ đó thì ông thấy đêm đó mới vừa có một cái mã mà người ta chôn ban đêm ngay 12 giờ luôn. Chôn xong hết rồi, gia đình người ta cũng đi về, bỏ lại cái mã mới đắp nằm đó. Cái mã này là một cái mã đất nha. Thì ông hai ông cũng giăng lưới bình thường thôi, tại đây là cái khúc sông cũng khá là quen, ông đâu có sợ sệt gì đâu, nặng bóng vía, với lại hồi đó giờ chưa bao giờ gặp ma hết trơn á. Chính vì như vậy đó mà ông hai vẫn cứ tiếp tục cái công chuyện của mình thôi. Ông đang kéo cá gì nè, đang kéo lên thì tự nhiên ông nghe đâu đâu á có cái tiếng như là cái tiếng của con chim nó kêu, nó cứ éc gì nè. Nó kêu xong rồi á thì ông mới nghe là vỗ cánh bạch 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 luôn. Nó vỗ cánh rồi ông nhìn lên trên cao đó là hình như có hai cái con chim. Hai con chim này á nó bay từ trên một cái nhánh cây khá là cao, nó xà xuống ngay chân cái mộ kia luôn, mà cái mã người ta mới đắp à. Ông mới nhìn kỹ lại đó thì hai con chim này nè nó bự lắm luôn, mà vẻ bề ngoài của nó, cái mỏ nó khá là nhọn vậy nè, nhìn y chang là một cái con chim bói cá vậy đó. Nhưng mà cái con chim bói cá bình thường của mình á nó đâu có bự tới vậy đâu, nó cũng nhỏ nhỏ vừa phải thôi hả. Mà hai con chim này đặc biệt, cái mỏ của nó đúng thiệt là có màu đỏ luôn. Lúc đó thì ổng chưa có nghĩ tới cái chuyện là thần trùng hay là cái gì hết trơn á, chỉ nghĩ đó là hai con chim bình thường đi ăn đêm thôi. Nhưng mà lạ một điều, ông hai mới dừng lại đó thì ông hai mới thấy là hai con chim này nè nó cứ đi vòng vòng trên cái mộ này hoài luôn. Ổng mới ớn rồi, do đó đó ổng mới ráng, ổng mới lên bờ, rồi ổng mới núp ở một cái ụ đá vậy nè. Ổng mới núp phía sau cái ụ đá đó để ổng coi hai con chim này nó làm cái gì ở cái mã của người ta, tại vì cái mã này dù sao cũng là cái mã mới đắp, thành ra nó cũng khá là linh thiêng. Ổng càng nhìn á thì ổng thấy là cái con chim này nè nó mới đưa cái mỏ nhọn của nó gõ vô cái đất là cái mã này nè, nó gõ xuống hoài vậy nè. Nó càng đưa cái mỏ của nó mổ xuống cái mã này đó thì ông hai càng thấy hình như là ở dưới cái lớp đất của cái mã này á nó phát ra những cái đấm lửa rất nhỏ, nhỏ xíu thôi nha, nhưng mà nó rất là sáng, tại vì dù sao á đêm nay cũng rất là tối. Nó bay lên hoài luôn tới khi một hồi nữa nó ngưng, không còn cái tia lửa nào bay lên nữa đó, thì bắt đầu ông hai mới nghe một cái tiếng rên, rên hoài luôn. Mà tiếng rên này á là tiếng rên của một cái người đàn bà, kiểu là người ta đau đớn dữ lắm hay sao đó, mà nó xuất phát từ cái mã đó luôn. Ông hai lúc này ông đã rất là sợ rồi, nhưng ông vẫn ráng nghe. Tới đỉnh điểm là cái tiếng rên này nó ngưng, nhưng mà kèm theo đó là một cái tiếng hét, hét là một cái thật lớn rồi im bặt luôn. Hai con chim này cũng bay đi. Đêm đó thấy ớn quá rồi thì ông mới bỏ luôn, ông đi về. Ông về mới kể lại cho mọi người nghe đó, thì trong đó có những người lớn á, người ta mới kể lại là mày đã thấy cái thần trùng rồi đó. Hai con chim đó chính là thần trùng. Nó về á, nó bắt cái người mới vừa chết với cái mã lên để mà đánh đập xiềng xích người ta. Tại vì trong lúc này á, cái vong hồn của bà đó bà chưa có đi, bà còn lẫn dẫn vòng vòng ở đó hoài vậy đó. Tới 49 ngày sau bà mới đi, mà đi đâu á thì tùy vào cái căn duyên của bà nữa. Hai con chim này tới đó để mà tra khảo đánh đập bà, bắt bà phải khai tên người thân của bà ra. Nếu bà không khai á thì nó càng đánh bà nhiều hơn nữa. Chính vì bà không muốn khai đó, nó đánh bà, thành ra bà mới rên bà la tới nỗi vậy đó. Còn nếu mà cái trường hợp xấu hơn, bà đã khai tên những người thân của bà ra rồi đó, thì trong vài ngày sau thôi, chính bản thân của bà sẽ đi tới nhà, gõ cửa và kêu đúng cái tên của người đó. Nếu mà cái người thân đó của bà mà người ta không biết, người ta tưởng là người thân của mình mới chết rồi đi về á, nhớ nhung mình quá kêu mình, mà người ta trả lời đó thì chắc chắn cái người còn đang sống đó, người ta sẽ bị chết. Và cái đó gọi là trùng tang liên tán. Sau đó thì mới phải đi tìm thầy để mà giải trùng tang. Mà theo như bạn biết, khi mà thầy về người ta giải trùng, người ta ếm lại đó, thì người ta sẽ làm cho vong hồn của cái người mới chết rồi nè bị mù đường, không còn biết đường về nhà để bắt người thân của mình đi nữa.
Kể từ cái lần đó là coi như có kinh nghiệm rồi. Thành ra đó, cứ hễ những lần sau nhà mà xui xui có người thân mất đó, mà chôn ngay ban đêm, thì những cái ngày sau nghe mà có ai kêu tên mình trong đêm đó, hạn chế và tuyệt đối không có được trả lời hay là mở cửa cho ai cả. Cái năm đó thì ông ngoại của bạn mất, nhưng mà thầy người ta lại kêu là chôn ngay trong ban đêm, thành ra lại nhớ lại cái chuyện này. Cho nên những người lớn trong nhà mới dặn đó, do là ông ngoại của bay cho ban đêm nha, nếu như mà những ngày sắp tới ở trong nhà mà ngủ có nghe ai kêu tên của mình á, thì tuyệt đối không có được lên tiếng, nghe chưa, thần trùng nó về nó bắt đó. Nghe như vậy đó thì mọi người cũng biết, ai cũng đề phòng hết. Tuy nhiên tới ngày thứ ba đó, thì có một cái người cậu của bạn, tự nhiên cậu đang ngủ á, thì cậu mới nghe cái giọng của ông ngoại về. Mà ông ngoại cứ kêu là Thành ơi, Thành, mở cửa cho ba. Thành lúc đó cũng nhớ ba của mình quá, với lại quên luôn cái chuyện này, tại vì đang ngủ mà, cứ tưởng ba của mình đang sống không à. Cậu Thành á, mới định là mở cửa ra rồi, nhưng khi mà đi tới cửa đó, nhớ sực lại cái chuyện của ông hai đã từng kể, là thần trùng có thể về để mà kêu tên kêu cửa. Nếu như ai mà ra mở cửa và đáp lại cái lời kêu của người ta đó, thì chắc chắn người đó sẽ phải chết. Tự nhiên ông mới sực lại, ông như chết cha rồi, thôi không dám mở cửa nữa. Nhưng lúc này cái tiếng kêu nó vẫn còn nha. Ông mới sợ quá trời rồi, vô trong phòng nằm luôn đó. Chứ không thôi lần đó là ông cũng đi theo ông ngoại luôn rồi. Tiếp theo là một cái câu chuyện khá là ghê, mà đây cũng là cái lần đầu tiên bạn tận mắt chứng kiến luôn. Theo như bạn biết á, thì trong Phật giáo và tất cả những tôn giáo khác đó, cái tội mà một người đã tự hủy hoại cái cuộc sống của mình á, thì đây là một trong những cái tội nặng nhất. Nó chỉ sau cái tội bất hiếu thôi mọi người. Bởi vì một khi mà người ta đã không còn muốn sống nữa, tự hủy hoại đi cuộc sống của mình đó, thì sau khi chết đi, cái người đó sẽ không bao giờ được đi đầu thai đâu. Rất là khó. Tại vì á, người ta chết rất đau đớn, gọi là chết oan chết ức đó. Có một cái lý do gì đó khiến người ta phải chết. Cho nên á, là cái vong hồn của người ta cứ quanh quẩn ở cái chỗ mà người ta chết không à, đâu có đi được đâu. Rồi nhiều khi á, thù hận người này người kia, có cả những người mà không liên quan tới họ, họ cũng thù hận người ta nữa. Bởi vậy bạn nói nhiều khi đó cũng chính là cái lý do khiến cho bạn á, gặp phải một cái người này, mà cái người đó đó đã chết vì một cái sợi dây thừng oan nghiệt. Câu chuyện nó xảy ra vào những cái ngày mà cận Tết á. Cái năm đó bạn nhớ không lầm á, thì bạn có một cái thằng bạn nữa, bạn đó tên là bạn Tân. Bạn Tân này có rủ á, ê năm nay mày về quê của tao ăn Tết đi, dù sao thì cha mẹ của mày không có nhà, thôi về dưới đi rồi mày ở nhà của tao luôn. Bạn thấy vậy bạn cũng đồng ý, tại vì á, năm nay á, cha mẹ của bạn cũng đã đi qua Nhật làm việc hết trơn rồi, rồi anh chị em cũng không có nhà nữa, về nhà đón Tết á, thì đón Tết với ai bây giờ. Thôi nó rủ mình về dưới quê của nó chơi á, thì thôi ở chơi nhà nó nguyên cái Tết luôn, rồi xong á, lên Sài Gòn đi học lại. Bạn cùng với bạn Tân đó, hai đứa cũng học ở Sài Gòn. Bữa hôm đó là ngày 29 Tết, Tân á, đã có mặt ở dưới quê sẵn rồi, còn riêng bạn á, bạn còn đi làm, thành ra ngày hôm nay vẫn còn trên Sài Gòn. Nó mới kêu thôi bữa nay á, chuẩn bị về được rồi nghe mày. Giờ đó đã 12 giờ trưa rồi, soạn đồ nọ xong hết, bạn mới thấy ngoài trời á, còn nắng quá à, thôi ớn lắm không có đi, đợi khoảng 3-4 giờ chiều á, thì hãy đi. Thấy là nhà của nó cũng xa lắm, ở Long An, nhưng mà nó cũng heo hút nha, cho nên thôi 3:10 á, là bạn bắt đầu xuất phát rồi. Bạn cũng thấy mừng trong lòng, tại vì á, bạn nghĩ đi cái giờ chiều nè sẽ tránh được cái chuyện kẹt xe, với lại không có còn nắng nôi gì nữa, đi nó sẽ khỏe hơn. Nhưng mà người tính không có bằng trời tính. Vừa chạy ra tới những cái đoạn giao lộ bự đi về miền Tây thôi thì kẹt xe một khúc luôn, rất là đông. Ngày 29 Tết mà, thì xe đông cỡ nào á, mọi người cũng biết rồi đó. Sau một hồi hì hục rồi luồn lách một đoạn luôn đó, thì bạn mới thoát ra được cái chỗ mà kẹt xe đó. Vừa thoát ra xong á, là bắt đầu bạn chạy thẳng một mạch về tới Long An luôn. Nhưng mà nhà của cái bạn Tân này á, không có nằm ngoài cái đường lộ bự, nó vô những con hẻm, con rạch nhỏ nhỏ trong cái gian sông đó. Đường lộ nông thôn mà mọi người cũng biết mà, nó hẻm hóc mà nó chạy vòng vòng tùm lum hết trơn vậy đó. Bạn cũng luồn luồn bạn chạy vô chổng. Mà lâu rồi bạn không có đi, bạn cũng về nhà của thằng Tân chơi 3-4 lần rồi, bạn cũng còn nhớ rõ được á, là cái đường vô nhà của nó. Tuy nhiên lần này đó, bạn về thì bạn thấy là cái đoạn đường vô gần tới nhà nó rồi đó, sao mà cây mọc tùm quá nhiều à, bạn quên luôn. Tại vì cái chỗ đó đó là quẹo quá nhiều đường, bạn không nhớ rõ. Cho nên là bạn quyết định nhớ được cái đoạn nào thì chạy tới đoạn đó, rồi sẽ dừng lại một cái đoạn, điện thằng Tân ra đón mình vô. Bạn miêu tả khúc sông này, giờ đó bạn chạy đi là cũng đã xế chiều rồi, tại bạn xuất phát từ Sài Gòn đã 3 giờ.
mà hai bên toàn là cây lớn không. Phía bên trái của bạn á, nguyên con sông lớn vậy nè, mà con sông nó dài á, nó thẳng tắp luôn, ở dưới toàn lục bình không. Phía bên phải á, thì vườn cây của người dân á, ta trồng cây ăn trái, rất là ít nhà luôn nha. Không hiểu sao hồi đó giờ chạy đường xa thì bạn không có cảm giác gì hết. Tuy nhiên ngày hôm nay, trên cái đoạn đường từ Sài Gòn mà về lại nhà của thằng Tân á, bạn cảm giác lúc nào bạn chạy xe bạn cũng run cầm cập hết trơn á. Mà tay của bạn đổ mồ hôi rất nhiều trong khi chạy xe mà, gió quá trời gió luôn. Mà tại sao mồ hôi tay của bạn nó đổ hoài vậy đó? Thôi, tới cái đoạn này rồi bạn quên luôn đường rồi, bạn mới dừng ở cái chỗ này. Mà chỗ này cũng có rất là nhiều cây lớn, cũng sát mé sông. Cặp chỗ đó đó là có một cây khá là bự vậy nè, nó mọc kế bờ sông vậy đó. Bạn mới dừng xe ở đó rồi điện cho thằng Tân. Bạn mới nói: Tân ơi, tao tới cái chỗ này rồi nè, mà cái chỗ này hình như là có cái cây ô môi hay gì mày ơi, nó bự lắm, tao đứng tao đợi mày nghe, rồi mày chạy ra đón tao đi, chắc cũng gần tới nhà mày rồi đó. Thằng Tân cũng nói là ừ, cái chỗ đó cũng gần nhà tao rồi, thôi đợi tao chút đi, tao chạy ra liền. Chính vì như vậy đó, bạn mới ngồi cái xe ở đó. Rồi bạn xuống dưới gần gốc cây nè, bạn ngồi đó bạn nghỉ mệt, tại vì chạy nguyên cái đoạn đường dài rồi, bạn cũng mệt dữ lắm. Bạn mới bỏ cái chìa khóa xe trong túi quần của bạn. Tự nhiên bạn ngồi cái bạn ngủ quên hồi nào không hay luôn, tại vì mệt quá mà. Lúc này mới có chuyện. Lúc đó thật sự là bạn chỉ đang mơ mơ màng màng thôi, chứ chưa có ngủ, tại vì quá là nhanh mà, mới vừa đặt đít ngồi xuống thôi. Bạn đang ngồi vậy đó thì tự nhiên bạn mới thấy mờ mờ trước mắt của bạn có một cô con gái. Mà cái cô này mặc nguyên cái bộ đầm vậy nè, đầm mà dạng đầm công chúa đó. Mà cái đầm này khá là dài nha, nó phủ đầu gối của cô gái này luôn. Do đó thì bạn mới mở mắt luôn, chứ bạn không có ngủ nữa. Bạn mới nghe cô gái này mới tới hỏi là: Ủa anh ơi, anh có biết nhà của ông Chính Hội ở đâu không vậy? Bạn mới dừng lại khoảng 1-2 phút luôn, bạn mới nhớ là ủa, nhà ông Chính Hội ở đâu ta? Mà hình như cái ông này cũng nghe quen quen á. Hồi đó nhà của ông này cũng gần nhà của ông Tân hay gì nè. Tại vì những cái lần trước bạn về nhà của nó đó, bạn cũng nghe nó kể là ừ, xéo xéo nhà của nó có cái ông đó là ông Chính Hội, nhà của ông á bán tạp hóa này nọ. Thành ra bạn mới giọt miệng bạn nói với cô gái này. Bạn nói ừ, tôi biết nhà của ông Chính Hội, mà nhà ông Chính Hội hình như là gần nhà của ông bạn tôi thì phải, thằng Tân á, có biết thằng Tân không? Mà một chút nữa nó tới nó rước tôi, mà cô muốn đi chung không, rồi đi đi rồi tôi dẫn về tới nhà ông Chính Hội cho. Lúc đó bạn cứ nghĩ đơn giản thôi, bạn tưởng là người ta muốn tìm nhà ông Chính Hội làm cái gì, tưởng người quen không à. Bạn nói vậy cái rồi thôi à, cô này cũng không nói gì nữa, cô mới lắc đầu cổ đi. Bạn thấy cổ đi luôn, đi hết con đường này rồi mất tiêu. Lúc đó bạn cũng không có nghĩ gì nhiều, bạn cứ đang ngồi đợi thằng Tân thôi. Cái thời gian từ lúc hồi nãy tới bây giờ nó cũng quá là mau, thật ra chưa tới 15 phút nữa. Khi đó nó vẫn chưa tới, thành ra bạn vẫn ngồi đó nữa. Bạn ngồi rồi bạn ngủ hồi nào không hay luôn, tại vì thật sự là quá là mệt. Trong cái lúc bạn đang ngủ ngon vậy đó, bạn không biết đã kéo dài bao lâu, thì tự nhiên bạn nghe giống như là có cái gì nó rớt một cái bịch lên cho cái đỉnh đầu của bạn vậy nè. Như là hình như có một cái trái gì trên cây, kiểu như một cái trái mít non hay cái gì, nó rớt cái bịch vậy nè. Bạn đau điếng luôn, bạn mới mở mắt ra. Bạn mới ngước nhìn lên nhánh cây á, bạn coi thử coi cái gì nó rớt lên đầu của bạn. Trời ơi, bạn nhìn á thì bạn mới thấy là cái cô con gái hồi nãy á, mặc nguyên cái đầm luôn, nhìn từ dưới nhìn lên vậy nè, mới thấy là cổ đang ngồi trên một cái nhánh cây. Mà cái nhánh cây này á, nó nhỏ xíu à, nó mỏng dánh vậy đó. Bạn mới hết hồn, bạn hỏi: Ê ê, sao mà ngồi chảnh, bộ không sợ té hay gì mà ngồi chảnh vậy? Cái cây yếu xìu à, mà ngồi chảnh. Mà cô này á, cổ cũng không hề trả lời bạn luôn. Cổ chỉ chăm chăm đưa con mắt nhìn thẳng xuống cái chỗ của bạn vậy nè, nhìn hoài luôn. Sau khi bạn nói xong rồi đó, tự nhiên cổ buông cái nhánh cây ra, cổ nhảy xuống một cái vậy nè, mà nhảy bằng cách kiểu như là lộn mèo vậy đó, lộn cái đầu xuống nước luôn, làm một cái rất lớn. Nhưng khi bạn nhìn kỹ lại cái dòng nước này á, thì không hề có một cái chút gợn sóng nào hết trơn á, y chang hồi nãy giờ, không có một cái hành động, và cô này không có nhảy xuống gì đó, cái mặt nước nó phẳng lặng hoàn toàn luôn, rất là kỳ lạ. Lúc này là bạn thực sự đã tỉnh, chứ bạn không còn ngủ nữa nha. Bạn mở mắt ra đó, thì bạn thấy thằng Tân á, nó đã tới chỗ rồi, nó kêu bạn đi rồi, nhưng bạn buông tay nó ra luôn. Bạn mới đi ra sát mé sông nè, bạn nhìn cái chỗ mà cái người con gái nãy mới nhảy cái xuống đó, bạn coi cái mặt nước này có động đậy hay không, mà tại sao cổ dám nhảy vậy, rồi cổ đâu, cổ làm cái gì. Nhưng nhìn hoài thì không thấy ai ngó lên hết trơn á. Thằng Tân mới hỏi là: Ủa mày thấy gì vậy? Bạn cũng kể cho nó nghe, nhưng nó chỉ cười thôi. Nó nói: Cái thằng quỷ già, mày coi phim ma cho cố vô, bây giờ mày suy tưởng hả? Hồi nãy giờ tao đứng đây cả buổi trời, tao có thấy ai nhảy xuống đâu. Nghe nó nói như vậy đó, là bạn biết hồi nãy giờ chỉ là trong giấc mơ thôi. Bạn thức dậy, bạn không thấy ai hết. Tuy nhiên, bạn nói sao mà cái cảm giác của tao á, nó thiệt dữ lắm luôn kìa. Trời ơi, tao thấy con nhỏ đó, nó đang ngồi trên nhánh cây chảnh á, cái nhánh cây kia luôn đó. Nó nhảy xuống một cái luôn mày. Mà bây giờ á, không thấy cái nước là động đậy gì hết trơn á. Bạn nói lúc này nha, cái tim của bạn á, nó đập thình thịch gì nè. Bạn đâu có dám đi tiếp đâu. Bạn định thôi, bây giờ hai đứa ở đây nè,
cho định thần một tí đi, rồi bắt đầu về nhà của nó. Nhưng nó nói thôi bây giờ á, đi liền đi, chứ đừng có ở đây nữa, dù sao trời cũng tối rồi, ở làm cái gì. Do đó thì bạn quyết định đi theo nó về nhà luôn, chứ sợ ở đây một hồi nữa, thấy thêm cái gì nữa chắc chết quá. Chạy có một chút xíu à, cũng về tới nhà của thằng Tân rồi. Về tới đó thì cha mẹ của nó cũng chờ sẵn mâm cơm ở nhà, đợi bạn về rồi ăn chung luôn. Ăn xong rồi, cả nhà cùng ngồi coi vô tiếng, coi tivi đó, nói chuyện rơm rãi lắm luôn. Nó cũng nói thôi bây giờ còn sớm quá à, qua nhà có mấy bạn tao cho đánh bài đi, dù sao mấy bữa nay cũng Tết nhất mà. Nhưng mà bạn mới nói với nó đó là thôi mày ơi, chắc tao ở nhà quá, tao chạy xuống đây cũng mệt, với lại hồi chiều á tao gặp vậy nữa, mặc dầu mày không có tin nhưng mà sao tao cảm thấy mệt trong người quá. Thôi để mai hả đi, chứ bây giờ ngủ sớm đi, tao không dám đi nữa. Nghe bạn nói vậy xong á, nó cũng ở nhà với bạn luôn, tại vì thấy bạn bị nó cũng không có dám trách móc gì hết trơn á. Hai thằng cũng ở nhà, do là bây giờ cũng còn sớm, với lại đêm đó cũng 29 Tết rồi, thành ra ba của thằng Tân á mới rủ bạn là thôi bây giờ ba chú cháu mình đi ra ngoài hàng ba ngồi nhâm nhi vài ly bia đi, rồi tối vô ngủ. Bạn cũng ra ngoài đó, ba chú cháu ngồi uống bia với nhau, uống vô được vài ly rồi thì tự nhiên bạn mới nhớ tới cái chuyện hồi chiều. Bạn sực nhớ ra là cô gái đó đã hỏi bạn là biết nhà của ông chính hội ở đâu không, cho nên bạn mới hỏi với lại ba của nó, hỏi nó luôn. Bạn mới hỏi là ê mày có biết nhà của ông chính hội là nhà của ai không, tao nghe quen quen mà tao cũng quên rồi. Nó uống hớp bia xong nó mới trả lời với bạn á, nhà ổng hả, mày nhìn qua bên kia kìa, là cái nhà xéo nhà của tao đó, mày thấy cái nhà mà tối hù không, nhà của ổng đó. Lúc này bạn mới nhìn qua phía bên đối diện bên đường thì bạn thấy bên đó cũng có nguyên cái dãy nhà của chòm xóm sát bên vậy nè. Giờ đó đó Tết nhất rồi, nhà ai cũng sáng đèn hết trơn, chỉ riêng cái nhà của ông chính hội mà thằng này nó chỉ đó là nhà tối hù à, đóng cửa khóa cửa ngoài luôn, mà cái nhà nó cũ nha, cột á bây giờ thiếu điều á nó muốn sập cái cột luôn rồi, tại vì nhà đó quá là cũ kỹ. Theo như thằng Tân nó nói, ổng không có ở cái nhà này thường xuyên, nhưng lâu lâu á Tết nhất ổng cũng về. Bạn vẫn biết cái nhà này còn người ở, tuy nhiên nhìn sơ qua thôi y chang cái nhà quan không ai ở luôn. Rồi cũng thôi, ba chú cháu ngồi đó làm vài lon bia xong á, một hồi thì ba của thằng Tân cũng buồn ngủ, rồi bạn với nó cũng buồn ngủ luôn. Với lại ngồi ngoài hàng ba mà nhậu giờ này á, mũi nó chích gần chết vậy đó, bạn cũng ớn quá. Dọn dẹp xong hết trơn rồi, ba nó đã đi ngủ, hai đứa cùng nhau lên lầu để mà ngủ, tại vì phòng của thằng Tân á nằm ở trên lầu. Mà từ cái phòng của thằng Tân á, mình có thể nhìn thẳng xuống là cái nhà của ông chính hội xéo xéo nhà nó luôn đó. Mà đặc biệt cái giường ngủ của thằng Tân này á, nó xoay cái mặt nhìn thẳng ra cửa sổ luôn. Khi mình nằm trên cái giường, nếu mà mình mở mắt ra, mình sẽ nhìn thẳng ra ngoài đường lộ. Chính vì như vậy đó mà cái phòng của nó cũng ngang tầm như cái đèn đường luôn. Do đó nó ngủ đâu cần mở đèn ngủ đâu, cái đèn đường rọi vô cũng đủ sáng rồi, sáng mờ mờ thay cho cái đèn ngủ luôn. Hai đứa cũng bắt đầu nằm xuống ngủ, chỉ có bạn mệt bạn nằm bạn ngủ liền thôi, chứ còn thằng Tân á nằm bấm điện thoại nó đâu có ngủ liền đâu. Mặc dù mới nằm xuống là ngủ liền, nhưng mà thật sự á bạn không có ngủ sâu giấc, tại vì á bạn cứ lăn qua lộn lại hoài hà, với lại á cái ánh đèn ngoài á nó hắt vô rồi ngay chăn cái giường của bạn nữa, thành ra bạn thấy nó sáng quá trời à, nó hắt ngay cái mặt của mình luôn. Cho nên giữa đêm bạn mới thức giấc, bạn mới định ngồi dậy á, bạn kéo cái rèm ngang lại cho nó tối đi, đừng có hắt cái ánh sáng vô nữa. Khi bạn thức dậy á thì bạn thấy là cái thằng Tân á nó vẫn còn ngồi đó chơi điện thoại, nó chưa ngủ nữa, nhưng nó không có để ý tới bạn. Phải chi mà đêm đó ngủ luôn á thì đâu có chuyện gì đâu, tự nhiên thức dậy làm cái gì. Rồi vô tình bạn mới đưa con mắt, bạn nhìn thẳng xuống cái nhà của ông chính hội luôn. Lúc này nhà của ổng xéo xéo nhà của nó, mà phòng của nó thì trên lầu nữa, cho nên có thể nhìn thẳng từ trên xuống. Khi đó đó thì tự nhiên bạn mới thấy rất rõ cái nóc nhà của ổng. Cái nóc nhà của ổng chỉ được lợp bằng tôn thôi, hoàn toàn bốn bề cái nhà này là bằng tôn không à, thành ra nếu mà ở buổi trưa đó chắc là rất là nóng. Quay lại ngay lúc này bạn mới thấy rõ hơn đó, cái nhà của ổng á lợp tôn từ trước ra sau ha, nhưng đặc biệt cái khúc sau á là cái chỗ mà hình như cái bếp của ổng á, cái tôn bị lật ra luôn rồi, không có lợp tôn nữa, kiểu như là cái nhà bỏ lâu á không có ai săn sóc, thành ra một cái lớp tôn á nó đã bay ra mất tiêu rồi, nó trống lỏng nguyên khoảng đó gì đó. Còn hai bên hông nhà của ổng mặc dù vẫn được lợp bằng tôn, nhưng mà không phải là lợp từ dưới đất lên tới trên cao đâu, lợp một đoạn tầm khoảng 3 mét mấy thôi, còn bỏ trống nguyên đoạn phía trên á. Bạn đứng từ trên này nè, bạn thấy hết trơn trong nhà phía sau của ổng luôn. Mới đầu thì bạn thấy bên nhà đó hoàn toàn trống lỏng, tối hù tối mịt thôi, không có cái gì hết trơn á. Nhưng bất ngờ bạn càng nhìn á thì kiểu như là cái nhà đó có cái gì đó khiến bạn phải thu hút cánh nhìn vô, bạn nhìn hoài luôn, mà bạn cũng không có kêu thằng Tân nữa, kiểu như ai đang xui khiến bạn vậy đó.
bạn nhìn chăm chăm vô cái lỗ mà không có lợp ton á, bạn mới thấy là có người con gái mặc nguyên cái bộ đồ trắng luôn, mà đây là một cái bộ đầm. Lúc này bạn cũng quên luôn cái cô gái hồi chiều gặp bạn ngoài bờ sông, bạn chỉ tập trung vô cái người con gái bên nhà của ông chính hội lúc này thôi. Bạn thấy cổ cầm thêm cái ghế nữa, cổ xách cái ghế đứng ngay chăn chỗ đó. Rồi sẵn ở đâu á, ngay cái đòn tay á, là cái cây mà dắt ngang cái nhà của cổ đó, thì do là không có miếng tôn, thành ra đó cổ mới cột cái sợi dây đó lên cái cây đó. Sau khi cột xong rồi đó, cộng dây lòng thòng xuống như nè, bạn thấy rõ ràng cảnh tượng cô này á đưa cần cổ của cổ vô cái sợi dây đó luôn và treo toàn ten ngay chăn chỗ đó. Không hiểu sao lúc đó bạn không nói chuyện được, cả người của bạn cứng ngắc cứng đơ luôn. Bạn thấy tới cái khúc mà cổ vừa đưa cái đầu cổ vô á, bạn mới nói chuyện được. Bạn nói đừng, đừng có đưa cái đầu vô, bạn la làng quá trời luôn. Thì thằng Tân nó mới nghe, nó mới đánh vô cái vai của bạn vậy nè. Nó hỏi ê, giờ này làm gì mày không ngủ mày la làng dữ vậy, người lớn la sao? Lúc đó là bạn mới hết hồn, như là cái hồn của bạn vừa nhập lại cái người gì đó. Bạn quay qua bạn nhìn nó, bạn định á chỉ nó coi liền cái cảnh tượng này, nhưng sau khi bạn nhìn nó rồi, hai đứa cùng nhìn qua lại nóc nhà của ông chính hội đó, thì bên đó hoàn toàn không có gì nữa hết, trống lỏng tối hù, không thấy cái gì luôn. Thành ra nó đâu có tin cái lời của bạn nói. Rồi bạn mới kêu nó, thôi bây giờ tao không ngủ trên giường ở đâu, mày đưa cái nệm cho tao đi, tao xuống đất tao nằm ngủ, tại vì á nằm cái cửa sổ lạnh qua tao ngủ không được. Bạn cũng nằm co ro ở đó. Nó mới chửi bạn, nó trời ơi, làm gì mày nhát như vậy, tao ở đây hồi đó giờ tao có thấy gì đâu. Nhưng bạn mới nói ừ tao nhát vậy đó, kệ tao, nhưng mà tao không có dám thách thức ai hết trơn á, tại vì tao biết nếu như mà tao tin có người ta mà tao càng thách thức người ta nữa đó, thì kết cục á nó không có tốt cho tao đâu. Xuống dưới đất ngủ đó thì hên, đêm đó bạn không có còn thấy gì nữa hết. Tới sáng ngày hôm sau á, 8 giờ mấy mới thức dậy, bạn cũng còn rất mệt, tại vì đêm qua thức khuya quá trời à, như là thấy cảnh tượng đó thì bạn mệt trong người dữ lắm. Thức dậy xong rồi cũng ăn sáng, thằng Tân á mới dẫn bạn đi qua nhà của một cái thằng bạn nữa, thằng đó là thằng Hiếu, qua bên tới nhà nó đánh bài rồi uống bia nhậu nhẹt này nọ tới tối mới về luôn. Về tới nhà của nó rồi đó thì lúc này bạn có vô tình nhìn qua nhà của ông chính hội lần nữa thì mới thấy là nhà của ổng sáng đèn, cửa thì mở, thì bạn mới hỏi Dương Tân, bạn hỏi ủa nhà đó bộ có ai đang ở hả mày, sao mà bây giờ nó sáng đèn kìa, hôm qua tao thấy đâu có ai ở đâu. Thì nó mới nói là ừ, ổng là ông chính hội đó chứ ai, mà ổng đâu có ở nhà hoài đâu, lâu lâu á tết nước ổng mới về lần thôi hà ổng đó. Khi đó thì bạn mới nói trong bụng là trời ơi, sao mà cái ông này ổng gan dữ vậy trời, biết cái nhà nó có ma có quỷ mà ổng vẫn dám về cái nhà này, mà không lẽ nhiều khi á ổng không có thấy, mà có khi nào chỉ mình ên mình bị nhát trong cái nhà đó không ta. Vừa nói xong thì hai thằng bắt đầu lên phòng để mà ngủ, tại vì á ở bên nhà của ông Hiếu nguyên ngày hôm nay rồi, ăn nhậu quá trời luôn. Bạn á thì bạn cũng nhậu, nhưng bạn nhậu ít hơn Tân, thành ra thằng Tân á nó nhậu say rồi nó ngủ như chết vậy đó. Bạn nằm hoài cũng đâu ngủ được đâu, cho nên quyết định xuống dưới nhà đó phụ tiếp ba má của ông Tân, nấu cơm nấu nước rồi á chuẩn bị cái mâm cúng cho giao thừa đêm nay. Sau một hồi hì hục phụ người lớn xong rồi đó, lúc này bạn nhớ rất rõ, tầm khoảng mới có hơn 7 giờ tối thôi, thì mẹ của ông Tân á mới kêu bây giờ con lên phòng á, con kêu nó xuống ăn cơm đi, rồi chuẩn bị chơi vòng vòng đi rồi dọn mâm ra cúng giao thừa. Bạn cũng lên kêu nó, nhưng mà kêu hoài nó không có chịu thức dậy, nó quá trời say đi, thôi bạn cũng xuống dưới nhà luôn. Bất ngờ đó thì mới thấy là mẹ của ông Tân, bà có nấu sẵn nồi chè gì nè, mà thường ở miền Tây đó không biết chỗ khác có hay không, đêm giao thừa đó người ta sẽ nấu nồi chè rất là nhiều, nấu dư quá đó người ta sẽ múc cho nhà này nhà kia, nhà ăn tô ăn lấy thảo, rồi nhiều khi người ta đem cái tô chè đó ta đi cúng giao thừa luôn nữa đó. Thì cho nên mẹ của ông Tân mới nói thằng quỷ này nó nhậu hoài vậy đó, không chịu thức dậy, thôi bây giờ cô múc cái tô chè này rồi con qua nhà của ông chính hội á, con cho ổng tô chè giùm cô đi, tại cũng hàng xóm lâu lâu ổng mới về không à, cho ổng tô chè đi con, chịu khó đi đi. Tự nhiên hồi nãy giờ đang vui vẻ hăng hái, cái bây giờ nghe mẹ của nó kêu bưng cái tô chè qua nhà của ông chính hội là bạn sực liền luôn. Cái bạn lúc này ha là bạn run cầm cập vậy nè, mà nuốt miếng nuốt ực ực luôn, tại vì bạn quá là sợ. Cái cảnh tượng ngày hôm qua đó bạn bây giờ chưa có quên được nữa. Nhưng bây giờ ngặt cái hai thằng, mà thằng quỷ kia ngủ hoài không thức, chỉ còn mình nên bạn thôi, mà người lớn kêu vậy đó từ chối biết sao bây giờ. Thôi cũng ráng bưng tô chè qua nhà của ổng đi, rồi á lẹ lẹ chạy về nhà. Cổ múc cho một cái tô chè rất bự vậy nè, mà múc trong cái tô sành á thành ra bưng rất nóng luôn. Bạn đi thiệt là nhanh qua tới cửa nhà của ổng á. Lúc này nha, bạn đã tiếp cận được ngôi nhà rồi, thì bạn thấy cái ngôi nhà này nè
hình như đã bỏ rất là lâu rồi. Ổng chỉ mở cái đèn sáng phía trước nhà thôi, ở trong phòng khách á. Còn hình như nguyên cái nhà sau á, không có mở đèn, tối hù à. Bạn chưa có dám vô thẳng trong cái nhà đâu, bạn đứng ngoài sân á. Bạn mới kêu ông Chính ơi, ông Chính ơi, có nhà không ông Chính? Bạn kêu hoài 3-4 tiếng luôn, nhưng mà không có ai trả lời hết trơn, mặc dầu đèn trong nhà vẫn mở nha. Cho nên bây giờ bạn phải bước vô nhà luôn, tại vì cái tô chè nó quá là nóng. Bạn vô tới phòng khách á, bạn mới đặt cái tô chè ngay tại cái bàn giữa luôn, vừa để xuống thôi, bạn mới cảm thấy một cái luồng gió, nó lạnh vậy nè, mà nó thổi từ số của bạn thổi thẳng qua vậy đó. Trong khi ở ngoài trước cửa nha, cây đứng bóng, không hề có cái ngọn gió nào hết trơn á. Lúc bạn vừa để cái tô chè xuống cái bục vậy nè, cái mặt của bạn đang hướng vô nhà, nhưng thật sự mà nói bạn không có dám nhìn cái gì hết trơn á, cứ nhắm con mắt lại vậy nè. Bạn định quay lưng đi về luôn rồi, để đó cho ổng nhận chừng nào thì nhận. Bạn vừa quay lưng thôi thì lại nghe tiếng gió nữa, nó thổi cái hù phía sau lưng của bạn vậy nè, mà sau lưng của bạn là từ trong nhà thổi ra, trong khi á cả nhà của ổng đóng cửa sổ hết trơn, đâu có mở cửa sổ đâu. Vậy thì gió đâu trong nhà mà nó thổi ngược từ trong nhà thổi ra. Cho nên theo cái quán tính, bạn quay lại bạn nhìn thử coi cái gì làm cho gió từ trong nhà thổi ra đó. Thì bạn vô tình nhìn thấy giữa cái nhà này là một cái bàn thờ. Trên cái bàn thờ á có cái tấm hình thờ của một cái cô con gái, mà kiểu là còn trẻ lắm, mới tầm khoảng 18-19 tuổi thôi. Bạn nhìn kỹ hơn đó, thì trên bàn thờ còn cái lư hương nữa, cắm ba cây nhang vậy nè, mà nhang chưa tàn, nhang này mới cắm thôi. Bạn đang chăm chú nhìn á, thì có người đàn ông trong nhà bước ra, mới hỏi ủa ai đó, chó gì vậy con? Cái người đàn ông đó mới vừa lên tiếng thôi, là bạn giật mình cái bặt liền luôn. Bạn mới ngã, bạn té ra sao, trời ơi nằm lăn dưới đất vậy nè, đứng lên mà quê gần chết vậy đó. Tại vô nhà của người ta mà nhìn tùm lum hết trơn, ta kêu cái bắt đầu á té ngang à. Lúc đó thì cũng đang quê, thành ra đó là cái chú đó mới hỏi là con là ai vậy, mà từ đâu tới mà thấy mặt mày lạ dữ rồi ta. Mày nói là con là bạn của ông Tân á, nhà đối diện nhà chú nè. Rồi cô Sáu mẹ của ông Tân kêu con bưng chén chè qua cho chú ăn lấy thảo. Ông cũng gửi lời cảm ơn. Rồi sau đó ông mới nói thôi bây giờ á con khoan hãy về, đợi chú xuống nhà sau á, chú lấy cái chén lên, rồi tao xớt cái chén này ra, mày hãy đem cái chén về. Rồi bạn cũng ráng bấm bụng ngồi ở đây, đợi ổng xuống dưới nhà lấy cái chén ra để mà xớt ra. Thiệt sự lúc đó là muốn đi về liền á, tại vì cái nhà của ổng á nó lạnh dữ lắm, lạnh luôn. Ổng đi xuống xong rồi, ổng lấy lên một cái chén, ổng mới đổ từ cái tô chè của bạn qua cái chén của ổng á, vừa ngang cái mặt vậy nè. Rồi ổng cầm cái chén chè đó để lên bàn thờ á, như là đang cúng cho ai vậy đó. Ổng để lên đó, rồi ổng khấn cái gì lầm bầm lầm bầm trong miệng á, nói nhỏ lắm bạn không có nghe. Bạn mới quá tò mò rồi, bạn muốn biết cô gái đó là ai, mà tại sao trong hình thờ đó cổ cũng mặc cái bộ đầm màu trắng luôn, y chang những gì mình đã thấy ngoài bờ sông. Cho nên bạn mới hỏi, bạn hỏi ủa chú, cái người con gái đó là ai vậy chú? Bạn hỏi xong thôi là bạn thấy cái mặt của ông chú này ổng buồn liền luôn á. Ổng mới nói nhỏ con gái của chú á, con đứa con gái duy nhất à. Tự nhiên ổng nói tới đó cái ổng im, ổng không nói nữa. Thì bạn cũng cảm thấy quê, tại vì á đã đụng tới nỗi buồn của ông ta rồi, không dám hỏi thêm. Nhưng vì bạn quá tò mò đi, cái cô gái này á làm bạn ám ảnh mấy ngày hôm nay rồi. Tại sao bạn thấy một cô gái á treo lên cái sợi dây ngay chăn cái ngôi nhà này, bây giờ đã thấy di ảnh của cô gái đó, thì chắc chắn cô gái trong cái tấm hình thờ này chính là cái người con gái đã treo mình lên cái sợi dây ngày hôm trước bạn thấy chứ ai. Thành ra bạn mới hỏi luôn, bạn mới hỏi chú, sao mà con gái chú mất vậy chú? Khi đó thì ông chú chính này á, ổng mới nói thiệt với bạn luôn. Ổng nói hồi đó đó là ở nhà cũng lo cho con gái dữ lắm luôn, rồi sau này khi mà chú với vợ của chú cãi lộn rồi chia tay, vợ của chú nó bỏ đi luôn, nó bỏ hai cha con ở nhà, thành ra một mình chú vừa đi làm kiếm tiền mà lo cho nhỏ con gái nữa. Mà muốn đi làm đó là chú làm xa lắm, đâu có ở nhà chăm lo cho nó thường xuyên đâu, nó học hành sao đó chú cũng không có biết. Nhưng mà lúc nào chú cũng muốn phải được học sinh giỏi, được kết quả cao, chứ không thôi chú đánh chú la nó dữ lắm, tại vì chú cũng khó tính, nóng tính nữa. Thì mới đầu tao cũng muốn tốt cho nó thôi, tao la tao chửi nó là tao không muốn đi chơi, muốn nó tập trung học hành, rồi tao cũng đi làm xa chứ đâu có ở gần nó đâu. Nhưng mà lần nào về thấy nó xa xúc chú cũng la nó trơn, mà chú đâu có nghĩ nó nghĩ quẩn tới vậy đâu. Cái bữa đó chú đi làm xa, chú không có ở nhà, rồi để tiền ở nhà cho nó tự ăn học rồi nọ đó, lâu lâu chú về chú chu cấp tiền cho nó. Về tới nhà đó thì thấy con của chú đã treo mình ở trong cái nhà luôn rồi. Nghe ổng kể xong là trong đầu của bạn suy nghĩ rất nhiều luôn,
Lúc này bạn vẫn chưa tin cái người con gái bạn thấy ngoài bờ sông với lại cái cô gái đã treo mình trên sợi dây, rồi thêm cái cô gái ở trên di ảnh này là một người. Cho nên bạn lại hỏi tới luôn. Bạn hỏi chú ơi, con gái của chú trước khi mà chết á, con gái chú mặc bộ đồ gì vậy? Ông mới nói nó khoái mặc đầm lắm. Cái bữa đó nó mặc cái bộ đầm trắng. Mà nó nói với chú á, nó đi chơi với bạn nó, giây lát nó về à, chú cũng đi làm, đâu có về nhà đâu. Nó nhắn tin. Bữa tối đêm đó khi mà chú đi làm về rồi, về trễ lắm, mở cửa ra thì thấy là nó treo mình ngay tại cái nhà sau luôn. Nó cột cái sợi dây đâu không biết nữa, mà cột tuốt ở trên cao á. Mà nó hay thiệt con ơi. Về tới đó là chú trở tay không kịp nữa rồi, chú mất con gái rồi. Khi đó là bạn thấy cái khuôn mặt của chú này rất là ân hận nha, kiểu như là không có giữ được con của mình, tại mình khó tánh quá đó. Nhưng bạn quá là sợ, tại vì bạn đúc kết lại 3-4 câu chuyện, rồi thêm á, những cái vụ mà bạn nằm chiêm bao thấy nữa đó, là bạn biết những cái người con gái trong 3 lần bạn gặp là một chính là con gái của ông này chứ ai. Cho nên thôi, ráng lấy lý do đi về nhà lẹ, chứ không dám ở cái nhà của ổng một giây một phút nào hết trơn á. Sợ ở đây một hồi thấy thêm cái gì nữa là sao. Bạn muốn về liền dữ lắm, nhưng không về được. Tại vì khi mà nghe bạn muốn về đó, ổng nói thôi bây giờ mày ráng ngồi đây chút nha. Tao vô nhà sau tao lục cái tủ đồ á, tao lấy một chút đồ, tao đem qua cho mẹ của ông Tân. Tại vì lâu lắm tao mới về, chứ tao không ở đây thường xuyên đâu. Nghe chú ổng nói vậy đó, thì bạn cũng ráng ngồi lại ngay trước cái nhà này nè, để mà đợi ổng lấy đồ qua cho mẹ của ông Tân. Mà đợi hoài không thấy ổng bước lên. Lúc này bạn cũng nôn nao hết trơn rồi, bạn định quay bạn vàng bỏ luôn rồi đó. Nhưng mà khi bạn đứng lên á, thì vô tình bạn mới thấy cái cửa sổ bên hông nhà của ổng nó đã được mở ra từ hồi nào rồi. Hồi nãy giờ ngồi nói chuyện với ổng bạn không có để ý. Bạn vô tình nhìn ra cái khoảng không kế bên cửa sổ của ổng á, bên đó là một cái giường trồng toàn cái này cái kia không à, chứ không có nhà của người ta. Lúc này bạn mới thấy cái cô gái đó nữa, treo toàn ten trên cái sợi dây luôn, y chang cảnh tượng tối đêm qua bạn nhìn từ trên phòng của ông Tân nhìn xuống. Bạn thấy trên gần cổ vẫn còn cột chặt cái sợi dây thần nè, dây thần nha, một cọng dây rất là bự luôn, mà đưa cái mặt nhìn bạn nè, nhưng con mắt cổ thì nhắm. Một hồi sau tự nhiên trợn lên luôn, trợn mà kiểu cái cảm giác của một cái người mà người ta vừa đưa cần cổ vô, người ta giãy giụa rồi khó chịu sao đó. Cái cô này diễn tả y chang vậy luôn, không khác gì hết. Cái lưỡi bắt đầu lè ra, mà bạn thấy ghê nhất chính là máu từ trong mũi của cổ á, nó chảy tuôn ra vậy nè, rồi hai bên mép miệng á, nó cũng chảy ra luôn. Mà tại sao lúc đó bạn không hiểu, bạn đớ lưỡi, bạn không có kêu ai được hết trơn á. Lúc này á, cái chú chính hội á, ổng cũng chưa lấy đồ đem ra tới nhà trước nữa, ổng làm vậy dưới hoài à, bạn đâu có la được đâu. Bạn cũng muốn chạy ra khỏi cửa cái nhà này, nhưng mà chạy không có nổi, bạn chỉ lết thôi đó. Tới khi bạn lết ra được tới cái cửa nhà của ổng rồi, lúc này bạn mới nhìn kỹ hơn về cái miếng đất kế bên nhà của ổng. Bạn thấy cô gái này nè vẫn còn ở đó, cái sợi dây vẫn treo lủng lẳng nha, cần cổ vẫn mắc trong cái sợi dây thòng lọng á, rớt một cái bịch xuống luôn. Khi mà rớt rồi đó, cổ chỉ lật ngang cái đầu cổ vậy nè, rồi á con mắt thì trừng trừng ra đó, máu vẫn chảy tuôn luôn. Trời ơi, bạn lết thôi, bạn lết ra tới được cổng là bạn đứng dậy được, nhưng lúc này bạn không chạy nổi nữa. Bạn càng chạy là bạn càng té, và đồng thời lúc đó bạn la làng được, bạn la quá trời la. Khi mà nghe bạn la lớn quá trời lớn đi, bạn la muốn nổ cái xóm luôn đó, thì cái ông chính hội ông chạy từ nhà chạy ra, rồi chờ xóm xung quanh ta cũng chạy ra luôn. Tại giờ đó đó, cái đêm giao thừa, người dân người ta tập trung ở nhà không à, ai cũng bu đen bu đỏ trước sân của ông hết trơn á, bạn đâu có kịp kể ra cho mọi người nghe đâu. Tuy nhiên lúc này có mẹ của thằng Tân cũng đi ra luôn, rồi mẹ của nó cũng dìu bạn về tới nhà. Về tới bên nhà rồi, mẹ của thằng Tân á, để bạn ngồi đó pha trà nóng cho bạn uống cho bạn định thần lại. Tại vì môi mỏ của bạn bây giờ nó tím ngắt hết trơn, tại vì bạn quá là sợ, thiếu điều á, bạn muốn xỉu tại chỗ luôn. Bạn còn nghe phong phanh mấy cô bác gần nhà đó, tao nói trời ơi, nó về nó nhát nữa rồi đó hả. Sau một hồi định thần lại, bạn cũng kể lại hết mọi chuyện cho người lớn đang nghe luôn. Nghe xong thì ai cũng tin lời của bạn nói. Tại vì hầu như người lớn trong xóm này ai cũng biết cái cô con gái của ông chính hội rất là quậy, chết rồi mà bây giờ chưa có đi đầu thai nữa. Tại vì chết cái kiểu này mà sao đi đầu thai được. Do đó khi bạn kể ra đó, thì mẹ của thằng Tân tin hoàn toàn những lời của bạn nói. Chỉ riêng nó đó, tại vì nó học ở Sài Gòn mấy năm trời chung với bạn, nó đâu có biết cái chuyện cô gái ở nhà nhát ai ra sao đâu. Mặc dù tối đêm qua bạn thấy cảnh tượng đó ở trong nhà của ông chính, vậy đó mà bạn vẫn không sợ bằng ngày hôm nay. Ngày hôm nay chắc có lẽ là đỉnh điểm trong cuộc đời của bạn luôn rồi. Cho nên bạn mới xin phép với mẹ của thằng Tân, với lại nó luôn. Bạn nói thôi,
qua ngày hôm sau á là mùng 1 Tết, rảnh á thì mày đưa tao lên Sài Gòn lại đi, tao ăn Tết ở nhà của tao, ăn Tết một mình với lại bà con họ hàng của tao cũng được nữa. Tao không dám ở lại nhà của mày một giây một phút nào hết trơn á, tao sợ dữ lắm, và sợ nhiều khi á người ta ám tao nữa. Khi mà nghe bạn quả quyết quá đó, thành ra thằng Tân á qua ngày hôm sau cũng chở bạn về Sài Gòn luôn. Khi mà chuẩn bị đồ đạc hết trơn rồi đó, bạn cũng có nhìn qua nhà của chú Chính Hộ một lần nữa. Lúc bạn đi là khoảng 12 giờ trưa. Bạn nhìn bên đó thì bạn thấy chú Chính cũng có nhìn bạn, mà nhìn kiểu là ân hận, kiểu là cảm thấy có lỗi với bạn, tại vì để cho bạn sợ sệt vậy đó. Trước khi bạn xuất phát rời đi đó, cái chỗ chú Chính đứng đó, bạn cảm giác như là có ai đang đứng kế bên ổng mà nhìn theo bạn để mà bạn chuẩn bị đi vậy đó. Cái cảm giác của bạn vậy thôi à. Cho tới khi mà đưa bạn về Sài Gòn xong, thằng Tân nó lại quay trở về nhà của nó ăn Tết tiếp. Và đó là một lần, lần đầu tiên trong đời của bạn, cũng như bạn hy vọng, đó là lần cuối cùng bạn thấy những cái chuyện ghê gớm tới như vậy. Qua câu chuyện về cái chết của cô gái này, cũng như là những cái trải nghiệm của bạn khi mà phải ăn Tết ở nhà của thằng bạn mình trong có 2-3 ngày vậy đó, thì mới thấy là cái trách nhiệm của gia đình rất là quan trọng trong cái việc dạy dỗ và hình thành nên cái tính cách của con cái mình. Nhiều khi cũng không có nên áp đặt quá nhiều về cái chuyện là phải học hành như thế nào, học giỏi hay không á, là do cái khả năng của con cái mình. Nó tới đâu á thì mừng được cho nó tới đó, chứ càng ép buộc á thì càng bung tới đó. Cũng giống như là cái hoàn cảnh của chú Chính Hội trong câu chuyện này, không có thời gian gần gũi con cái mình mà lại cứ thúc ép nó phải học hành theo như cái ý muốn của mình, thì làm sao mà con của mình chịu nổi được. Nó có tâm sự gì đó thì cũng đâu thể nào tâm sự được đâu, trong khi cha mình đi làm xa, mẹ của mình á đã bỏ mình đi rồi thì biết tâm sự với ai. Thành ra mới xảy ra cái cớ sự như vậy nè. Chính vì như vậy đó mà cô gái đã dại dột. Nhưng một khi cổ dại dột như vậy rồi, cổ chết đi rồi đó, thì vong hồn của cổ cũng chưa có được yên đâu. Tại vì chết theo kiểu này á thì rất là khó để mà được đi đầu thai luôn, như Duy đã nói ở đầu câu chuyện. Tại vì người ta vẫn còn chấp niệm, vẫn còn thù hận rất nhiều. Có lẽ cô gái này đã thù hận cha của cổ rất là nhiều, đâm ra thấy bạn hạp, bạn trạc tuổi với cô đó, thành ra đó cổ mới nhát bạn như vậy. Nghe tới đây thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.